Ok, tôi hướng dẫn anh chị em cách để mà có thể tạo ra tiếng nói, giọng nói của AI nhé. Chuyển text sang nó giọng nói nhé. Đầu tiên mình vào trang fpt.ai này, xong đăng nhập vào này. Xong chọn cái phần text to speech nhé. Đấy, ở đây có rất nhiều cái giọng nói khác nhau này. Đấy, thì chúng ta có thể là chọn một trong số gần 10 cái giọng nói ở đây nhé. 9 cái giọng nói ở đây nhé. Đặc biệt thằng này ấy, nó cho mình 100.000 ký tự một tháng anh chị em nhé. 100.000 ký tự một tháng. Vừa rồi thì Huy mới dùng được có khoảng độ chưa đến 10.000 ký tự. Đấy, còn 90.000, 91.000 ký tự nữa thì thoải mái mà dùng anh chị em ạ. Đấy, thì đầu tiên là mình copy cái kịch bản mà mình đã dùng ChatGPT nó làm xong nhé. Đấy, mình dán vào đây. Chào mừng bạn Đó. đến với ứng dụng đọc văn bản tự Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc văn bản tự động. Chào mừng bạn đến với ứng dụng. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc văn bản. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc ạ. Chào mừng bạn đến với ứng dụng. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc văn bản tự Đấy, động. có rất nhiều các giọng khác nhau anh chị em có thể lựa chọn nhé, thoải mái lựa chọn. Đấy, ngoài ra thì Huy có thể giúp anh chị em có một cái kênh nữa, đấy là thằng TTS Cuộc sống Free mà nhé. bạn đang sống bây giờ cũng là giấc mơ của hàng triệu người. Vì vậy, hãy luôn hài lòng với cuộc sống của bạn, hãy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đấy anh chị em thấy không ạ? Đấy, rất là hay luôn. Đấy, có hai giọng nói và bên này nó có thêm bốn giọng nói này, có hai cái server Với nhé. sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh, chữ viết và nhiều định dạng khác nữa. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh, chữ Mấy cái này là Với sự Purdue. giúp đỡ của Đấy. Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh, chữ viết và nhiều định dạng. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh, chữ viết và nhiều định dạng khác nữa. Đấy, thì anh chị em có thể chọn cái phần trả phí nhá. Vì thấy thì nó cũng xem thôi. Ở đây là phần giá nhá, anh chị em thấy là miễn phí nhá. Mình đăng ký member thì được 2.000 ký tự mỗi một lần convert và 150 cái convert một ngày. Nói chung là thoải mái. Đúng không ạ? Hơn 100 cái voice với 30 ngôn ngữ khác nhau. Còn nếu mà mình mua cái trả phí thì có 5 đô một tháng thôi, tính ra anh quanh cũng khoảng độ 100 ngàn gì đó, 100 ngàn một tháng thì quá rẻ, với hơn 10.000 cái ký tự để convert và không giới hạn lượt convert mỗi ngày. Đó, tuyệt vời đúng không ạ?